Em là Hoàng Phú Đông, em đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm nay em 37 tuổi. Em bị viêm cột sống dính khớp và cùng là thoát vị đĩa đệm. Đấy, thì trong thời gian em đau 15 năm rồi cơ. Đấy, mà điều trị thì rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà sau khi được biết xem lại trên vô tuyến ấy, thấy có bác sĩ Hùng thì gia đình cũng cho lên điều trị ở đây. Thì cũng rất là tốt, ngay từ hôm đầu tiên thì em có thấy tiến triển ngay. Đấy, từ vì là bình thường ấy, ngày em phải uống hai lần giảm đau, nhưng mà lên đây điều trị lần đầu em đã thấy nó nhẹ nhàng hơn, và sau 3 ngày em không phải dùng giảm đau nữa. Cho đến bây giờ em đang lên là lần thứ hai, rất là nhẹ nhàng. Thì trước đây anh đã dùng phương pháp gì rồi? Em đi lên Bắc Giang em đắp thuốc này, rồi là đi châm cứu và nằm ở bệnh viện Bạch Mai là 3 tháng. Đấy, về nó lại chỉ được một thời gian nó lại đau. Đấy, nhưng mà nói chung là vẫn phải dùng giảm đau. Đấy, nhưng mà bây giờ từ cái lúc lên đây cấy sau bác bảo là phải uống giảm đi, rồi là không, dần dần là không uống nữa, sau 3 ngày là không được uống nữa, thì là em thấy là rất ok rồi. Phải đến được 60-70% rồi mới làm được hai. Mà bệnh gì khớp anh ấy thì biểu hiện như thế nào? Em đầu tiên là nó đau, nó buốt hết là từ cột sống cho đến chân này, rồi nó teo hết cả chân này, teo bên chân rồi. Bây giờ thì nó kéo còng vào lưng, đấy, nó kéo hay là bây giờ đau lắm, nhưng mà được lên đây điều trị lần đầu thôi là tôi thấy là rất là dễ chịu. Về đi ngủ cũng không, thường thường là đêm là phải dậy. Đấy, đêm là phải dậy đi giảm 2-3 lần ấy, xong rồi là nó dậy là không có đi được. Thế bây giờ là dậy là đi phong phăng là đi làm rồi, đi làm bình thường. Vâng, em cảm ơn anh ạ, chúc anh mau khỏi bệnh ạ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấy chỉ.vn.